Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Hội Thánh Baptist Riverdale Maryland. Trong phần 2 là chương trình Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bình Phương kính mời quý vị theo dõi chương trình hàng tuần của Hội Thánh Baptist Riverdale. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại hy sinh, chịu chết thay cho bạn? Tại sao Đức Chúa Trời lại yêu bạn đến như vậy? Đó cũng là câu hỏi mà David đã thốt lên. Chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng bạn những suy tư của David trong Thi Thiên số 8 để giúp bạn nhận biết được giá trị của chính mình. Tôi nhớ lần đầu tiên đọc Thi Thiên số 8. Trong đó có câu David hỏi Chúa: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chương 8 câu 4. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hay. Tôi là người có vấn đề về việc nhận biết giá trị bản thân. Khi nhìn vào những khiếm khuyết của bản thân, tôi rất hay hỏi Chúa tại sao Ngài lại yêu tôi. Ở tuổi 21, khi mời Chúa Giêsu vào lòng làm cứu Chúa của mình, tôi đã sống một cuộc đời rất khác so với những gì mọi người từng biết. Và dù tôi tin chắc rằng mình đã nhận được ơn cứu rỗi, tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao Chúa lại muốn cứu tôi. Tôi biết ơn Chúa về lời hứa của Ngài rằng tôi đã có một chỗ trên thiên đàng, nhưng tôi vẫn cho rằng phần đời còn lại của mình chỉ là một vòng luẩn quẩn của những sự dằn vặt, khổ đau và mòn mỏi chờ đợi ngày mà tôi được Chúa cất đi. Nói như vậy để bạn có thể hình dung tôi đã vui sướng thế nào khi lời Chúa chạm vào tấm lòng tôi về điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là những điều như sự phục hồi, sự biến đổi trở nên mới, sự vui mừng và bình an thật, hay ý nghĩa của việc được trở nên công chính trong Chúa. Từng chút một, đôi mắt thuộc linh của tôi được mở ra và tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng một lần nữa, khi tôi đọc về câu hỏi của David, tôi đã nghĩ đây cũng là điều con muốn hỏi Chúa. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người mạo miệng vinh quang và tôn trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Thi Thiên chương 8 câu 4 tới câu 6. Ở đây tôi nghĩ rằng mình phần nào hiểu được ý mà David muốn nói. Bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đã có câu trả lời cho mình. Tại sao Chúa lại bận tâm đến những con người mà ngày nào cũng thất bại, cũng phạm tội, cũng làm Ngài buồn lòng? Đó là vì con người chúng ta được dựng nên chỉ kém chính Ngài một chút. Trong nguyên ngữ Hebrew, chữ Đức Chúa Trời ở đây là Elohim, là một danh xưng chỉ về Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, cao cả, quyền năng. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến chúng ta vì Ngài dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, chỉ kém Ngài một chút. Vì chúng ta đã được dựng nên cách đặc biệt như vậy, nên dù chúng ta có như thế nào thì Chúa vẫn yêu chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu lại đến thế gian này để cứu chuộc chúng ta, mang
chúng ta trở về với Đức Chúa Cha. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng một loài bò sát trên mặt đất. Trong Thi Thiên 115 câu 16, Kinh Thánh cũng cho biết, các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người. Nói cách khác, chương trình của Chúa là ban cho con người thẩm quyền của chính Ngài, trở nên con trai, con gái của Chúa để cai quản trái đất này. Thế nhưng, kẻ thù vẫn đang tìm mọi cách để thì thầm những lời dối trá vào tai chúng ta. Hắn khiến chúng ta tin rằng mình thật tầm thường, thật không có giá trị. Vì vậy, hãy coi chừng, đừng tin vào những điều giả dối như vậy. Chúa yêu chúng ta và muốn chúng ta hiểu biết lẽ thật của Ngài. Đối với tôi, bắt đầu từ giây phút nhận được ơn cứu rỗi, tôi hiểu rằng Chúa rất yêu tôi. Phải, Ngài thật sự yêu tôi, bởi vì tôi được dựng nên theo hình ảnh của Ngài với một mục đích đặc biệt. Kính thưa quý khán thính giả, dù bản thân bạn có nhiều khiếm khuyết, dù bạn nhiều lần làm Chúa buồn, nhưng Chúa vẫn luôn yêu bạn. Đừng bao giờ xem thường bản thân mình, cho rằng bạn chẳng là ai cả. Hãy nhớ, bạn là con trai, con gái của Vua Thiên Thượng, là đấng cầm quyền trên toàn cõi hoàng vũ này. Nếu quý khán thính giả có thắc mắc gì về niềm tin, xin liên lạc với hội thánh địa phương nơi bạn cư ngụ để giải quyết tận tường những thắc mắc của quý khán thính giả, hoặc liên lạc với hội thánh Baptist Riverdale tại vùng thủ đô Maryland. Xin trân trọng kính chào và hẹn quý khán thính giả trong chương trình phát hình lần tới. Thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.